Xe ở đây nó rẻ đến mức độ bác nông dân này bác ấy mua cái xe để chăn bò. Còn nhà mình hoàn thiện cái nhà thì mua luôn hai cái xe này cho thợ nó làm này. Khỏi cần phải thuê. Nhiều người thì vẫn cứ nghĩ là bỏ thành phố về quê sống ấy, bởi vì là thứ nhất là không có nhiều tiền. Thứ hai là tránh xa cuộc sống xô bồ. Thì cái này nó cũng chỉ đúng một phần thôi. Theo suy nghĩ của mình ấy thì cuộc sống ở quê cái trị giá nhất đấy chính là mình được sống gần gũi với thiên nhiên, cây cối và mình được làm việc. Tức là mình được cuốc đất này, trồng cây này, rồi chăn gà này, nuôi gà này, nuôi trâu, nuôi bò, nuôi lợn này, nuôi đủ thứ. Nói chung là ở quê thì mình thích làm gì thì mình làm. Ở thành phố thì mình sẽ không thể làm được những việc này. Cái vườn hoa cải bằng vàng này là cái vườn của mình đấy. Sắp tới dự định mình sẽ cuốc cày rồi mình sẽ trồng đủ các thể loại cây. Hiện tại chỗ này đang trồng cỏ cho bò ăn này. Đấy, cái cây đào này. Cái cây đào này thì thực ra thì nó đang đi sang nhà hàng xóm. Thì mình mua luôn cái đoạn đất này này để cho cái cây đào này nó sống. Rồi thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem là trồng cây ở đây thì làm thế nào để trồng cây được. Thì ở núi mà, ở núi thì đất với nước thì nó gọi là vô tận. Thì hôm nay mình sẽ đi mang cái xe ba bánh vừa các bạn nhìn thấy, mình sẽ mang nó đi để mình chở đất về đây. Cái chỗ vườn này sẽ phải đổ cao lên thêm một chút. Mình đã dành rất là nhiều công sức cho cái bếp, cái vườn. Thực ra là làm nhà ở quê thì nó đơn giản ở chỗ là mình coi trọng những thứ xung quanh, ví dụ như là sân vườn các thứ. Còn nhà thì cơ bản thì nhà quê nhà nào nó cũng giống nhà nào. Đây, ví dụ như chỗ này là mình tự mình làm đấy. Mình tự mình xây. Thì cái chỗ này ý tưởng của mình là làm một cái vườn hoa ở đây, một cái vườn hoa nhỏ. Còn cái cây mận trắng trắng này là của nhà hàng xóm. Đất ở đây rất là lạ. Nhìn này cứ tưởng đất của nhà mình nhưng mà hóa ra là đất của nhà hàng xóm. Đấy thì cái chỗ này là đã sơn chống thấm rồi. Sơn chống thấm rồi, hai ô này đủ để trồng cây. Và mình có một cái sân ở phía trước này. Sân ở phía trước này mình cũng ưu tiên dành một cái không gian để trồng cây cối ở đây. Thế thì bây giờ chỗ này sẽ phải đổ hết đất vào. Lát nữa thì mình sẽ cưỡi cái con xe ba bánh để mình đổ đất vào đây. Mình thì không phải là người sống ở vùng núi, cho nên là mình cũng không biết đất ở chỗ nào nó chất lượng nó tốt cho cây nó phát triển. Mình nghĩ là nhiều người thì bảo là vào rừng lấy đất, mà mình nghĩ là cái đất tốt ấy thì nó sẽ phù sa, nó sẽ từ trên núi nó chảy xuống. Thế thì đất nó sẽ ở chân núi thì nó sẽ là đất tốt. Hoặc là như người ta nói là vào trong rừng. Vào trong rừng thì mình cũng không quen cái địa hình ở đây, đi vào rừng khéo lạc. Rồi thì lát nữa mình sẽ khởi động cái con xe ba bánh. Con xe ba bánh thì nó rẻ thật sự đấy. Nó rẻ như một cái xe máy điện. Không, nó chỉ có tính ra nó chỉ có 10 triệu thôi. Chưa đến. Kinh điển. Mua một cái con xe ô tô thực ra thì mới thì nó cũng không đắt lắm, nhưng mà mình sang đây thì cái gì cũng chưa có nên là mua phải mua tạm, cái gì phải mua tạm. Ví dụ như con xe kia chỉ có 150 triệu. Con xe vàng vàng. Con xe Ford Focus. Nó rẻ thật sự đấy. Lúc nào mình lại bán cái con xe đấy đi. Mình mua con xe rẻ hơn nữa. Khả năng cao mình sẽ mua con xe 50 triệu. Thì mình để cái 100 triệu đấy ra mình lại làm việc khác. Cái cây đào này người ta bảo là già rồi, không sống được rồi. Nhưng mà mình tin rằng nó sống được. Chỗ này mình sẽ ưu tiên cho nó một cái chỗ. Đáng nhẽ là chỗ này sẽ phải có một cái lối đi để đi vào này. Để xe phi thẳng vào vườn luôn. Thích làm gì làm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chạy xe để đi tìm đất.